tiền tỷ, đun than tổ ong trăm người tá hỏa. Mới đây, khoảng 20 giờ 30 phút ngày mùng 9 tháng 5, nhiều cư dân tại tòa A một dự án An Bình City hốt hoảng khi ngửi thấy mùi khói. Cư dân chạy ra hành lang càng thấy mùi khói ngột ngạt và khó chịu, nhiều người tá hỏa hò nhau chạy xuống tầng 1. Ngay sau đó, đám cháy được xác định từ một căn hộ tầng 17. Theo cư dân tại đây cho biết, khi nhân viên tòa nhà và cư dân có mặt tại căn hộ lửa vẫn đang cháy kèm khói cuộn lên, chỉ ít phút sau đám cháy được xử lý ban quản lý đã lập biên bản sự việc với chủ căn hộ. Tuy nhiên, nhận thấy đây là sự việc nghiêm trọng nên cư dân đã gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an quận đến để xử lý, lập biên bản và xử phạt hành chính. Được biết, người gây ra vụ hỏa hoạn là một phụ nữ dùng bếp than tổ ong để nấu pate bánh mì ngoài lô ra của căn hộ rồi đi ra ngoài khiến lửa bén lên gây cháy. Rất may vụ cháy này không gây thiệt về người, chỉ một số vật dụng trong gia đình như bếp, than, bị hỏng, ban quản lý đã phải sử dụng hết 4 bình chữa cháy của tòa nhà ngoài ra căn hộ bị ám khói hư hỏng tường chị hát một cư dân sống trung cư an bình city cho biết chị không thể nghĩ sống ở căn hộ trung cư hiện đại tiền tỷ mà vẫn dùng bếp than tổ ong để đun nấu tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề tiết kiệm nhìn hình ảnh khu vực lô ra mà chị đặt bếp than tổ ong để đun nấu tôi thấy lo lắng và sợ hãi chị ấy đã coi thường tính mạng của bao nhiêu người chị hát nói sau khi vụ cháy xảy ra chủ căn hộ cũng đã có cam kết không đun nấu bằng than tổ ong và bếp ga nếu vi phạm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Anh Nguyễn Văn Dương, hiện đang sống tại một chung cư ở quận Hoàng Mai cho biết, trước đây tôi có thấy ở một số khu tập thể cũ người dân có dùng bếp than tổ ong nhưng giờ ngay cả ở những dự án chung cư giá rẻ, trung bình cũng không thấy ai sử dụng bếp than nữa. Tôi được biết tại không ít chung cư có quy định về việc không sử dụng bếp ga để đảm bảo an toàn, việc sử dụng bếp than tổ ong chắc ít chung cư nào đưa vào quy định vì không nghĩ người dân có thể ôm bếp than mang lên chung cư để sử dụng cả. Quy định là một phần nhưng tôi nghĩ hơn hết là chính ý thức của người dân. Nhưng cũng từ chuyện dùng bếp than ở một chung cư gọi là cao cấp vấn đề quản lý ở các chung cư cũng cần được nâng cao hơn anh Dương chia sẻ. Được biết, chung cư có căn hộ vừa xảy ra vụ cháy khó tin trên nằm trong dự án An Bình City của công ty CP xuất nhập khẩu Việt Nam Leximco, được giới thiệu là dự án chung cư cao cấp. An Bình City gồm 8 tòa nhà cao từ 28 đến 35 tầng với khoảng 2.800 căn hộ mới đi vào hoạt động khoảng 3 năm. Giá nhà ở đây được giao bán 25. 30 triệu đồng trên mét vuông. Hồng Khanh